xem một câu hỏi chứ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu cuối cùng, đó là trận chung kết của giải bóng chuyền Nam 44 tranh cúp Mỹ Anh Bizuno. Giữa hai đội bóng đó là đội Tem Trần Sinh sẽ gặp đội Tem Thọ Tổng. Và có cả cầu thủ Ngọc bên FC và chuyền hai Lê Duẩn. Tem Trần Sinh thì có sự góp mặt của UM Quảng Bình, Bảo Khắc và Thắng Con. Như Công Phi, Hoàng Ngọc, Văn Hòa, Văn Quốc, như chúng ta là đội tuyển Tem FC Trần Sinh. Và phía bên kia là Tem Thọ Tổng. Vâng, Trần Sinh là một ông bầu người Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh. Đây là pha bắn đầy bác của cô em Quảng Bình. Đừng như vậy chứ. Đừng như vậy chứ. Lá xôi á. Trước mắt chúng ta là phần khởi động giữa hai đội Trần Sinh và Thọ Tổng. Cấp pin luôn để lấy cho anh cấp rồi mày là em ơi, để anh cấp pin được ấy, pin mic được ấy. Xin mời hai đội dừng khởi động để chúng ta làm thủ tục bước vào trận chung kết, trận đấu quan trọng nhất của giải đấu này. Hãy
đâu mà động quá. Trước mặt chúng ta là pha khởi động đầy uy lực của Bảo Khang. Những pha khởi động đầy mãn nhãn. Xin được mời hai đội vào sân để làm thủ tục thi đấu. Vậy là trời đã đổ những cơn mưa rồi. Đường. Chúng ta phải dồn đến đây. Trận chung kết thì đã xuất hiện những hạt mưa đấy. Như vậy là trọng tài chính Trần Đức Hùng đã làm thủ tục cho hai đội bước vào trận chung kết trong buổi chiều hôm nay. Xin dành cho hai đội một tràng pháo tay. Xin mời hai đội rời sân để chúng tôi giới thiệu đội hình ra quân của hai đội. Trên màn hình của quý vị là những cái bắt tay tình đoàn kết của cả hai đội. Hiệp đấu của trận đấu chung kết sẽ được thi đấu 21 điểm có hỏi và hiệp đấu chung kết sẽ thi đấu, nếu có hiệp đấu thứ ba sẽ thi đấu 15 điểm. Xin mời hai đội ở ngoài sân và chúng tôi sẽ giới thiệu đội hình ra quân. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra quân của FC Trần Sinh có cầu thủ số 1 Huỳnh Ngọc Bảo Khang, số 8 Hiệu Vũ Quang, số 18 Cú Đông Quảng Bình, số 3 Thắng Toàn, số 10 Trường Hai Lê Duẩn, số 9 Lê Bình và số 7 Ngọc Tân. Và đội hình ra quân của FC Thỏa Tổng Club như sau: số 3 Công Phi, số 7 Hoàng Ngọc, số 5 Văn Hòa, số 4 Văn Quốc, số 7 Thanh Tuấn, số 2 Nguyễn Vũ. Trận chung kết bắt đầu. Thì đội giành quyền phát bóng đó là đội tem Trần Sinh. Người phát bóng là Hiệu Vũ Quang. Vậy là điểm cho tem Trần Sinh 1-0. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho team Thỏa Tổng 1-0. Tốt rồi. Bảo Khang. Vậy là điểm cho team Trần Sinh 2-1. Sau pha tấn công rất mạnh của Bảo Khang.
điểm rồi. Đánh bóng xuyên hàng chắn. Vũ đã điểm 2 đều cho team Thỏ Tổng. 2 đều. Bảo Khang rất cao, 3-2 cho team Trung Hoa Con ở Long An. Trần Sinh rất mạnh, Bảo Khang. 4-2 cho team Trần Sinh. Đánh bóng bật để chặn ra ngoài, điểm cho Thỏ Tổng 3-4. Phát bóng trong sân, điểm số lại cân bằng 4 đều. Điểm số đã được cân bằng 4 đều. Chắn bóng tốt, điểm cho Thỏ Tổng 5-4. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Trần Sinh. Điểm Trần Sinh 5 đều. Quân lên chuyển cái tầm mấy khoảng nửa em Quân. Đánh bóng tốt. Điểm cho team Thỏ Tổng 6-5. Của Thỏ Tổng lắm. Vậy là điểm 7-5 cho team Thỏ Tổng. Đã có điểm thứ 7 cho Thỏ Tổng. Và xử lý có bóng rất nhanh của Bảo Khang. Điểm 6-7 cho team Trần Sinh. Vẫn còn. Điểm bóng 4 chuyền. Điểm cho team Thỏ Tổng 8-6. Điểm 8-6 cho Thỏ Tổng có lắm. Chắn bóng tốt của Thỏ Tổng. Điểm tiếp tục điểm cho team Thỏ Tổng 9-6. Rất mạnh của Bảo Khang. Rất mạnh và rất uy lực. 7-9 cho team Trần Sinh. Sau và tấn công rất mạnh của Bảo Khang. Hãy
quý vị đang theo dõi và chứng kiến trận đấu chung kết bóng bật tay chắn ra ngoài điểm cho team Thọ Tàu 17 cuộc đối đầu giữa FC Trần Sinh và Thọ Tàu Club, hai cái tên xuất sắc vượt qua các trận đấu vòng bảng cũng như hai trận đấu bán kết để có mặt vào trận chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của giải bóng chuyền Nam Bộ một. Phát bóng ăn điểm, điểm cho team Thọ Tàu 11-7. Và điểm số lúc này là 11-7 đang tạm thời nghiêng về Thọ Tàu Club. Ở trận đấu trên giải bóng ra ngoài điểm 81 cho team Trần Sinh. Họ có chiến thắng trước Thế Vô Bài. Rất mạnh. Có điểm rồi. Đó là pha đánh bóng rất nhanh ở mũi giữa của Thành Thuận. Và xin được thông báo cho quý vị sáng ngày mai Mỹ Anh BZM sẽ tiếp tục tổ chức điểm cho team Thọ Tàu 12-8 cho các chị em nữa, đó là giải 6 nữ giải đấu sau được phát bóng ăn điểm 13-8 cho team Thọ Tàu trong nhà của trường nghề Việt Đức tại thành phố Hà Tĩnh. Quý vị chúng ta hãy theo dõi và cổ vũ cho các đội nữ thi đấu một giải đấu quy tụ các hào thủ nữ của bộ môn bóng chuyền. Và cũng xin được đây là một pha lách chắn rất hay. Đây là điểm cho team Thọ Tàu 14-8. Và bà Mỹ Anh là đại diện cho thương hiệu Mizuno tại Hà Tĩnh đã và quý vị khán giả chúng ta nếu có nhu cầu về giày thể thao, trang phục thể thao của hãng Mizuno thì hãy liên hệ với bà bầu Mỹ Anh để được phục vụ một cách tốt nhất. Điểm số lúc này là 14-8. Các hiệp đấu của trận chung kết sẽ thi đấu 21 điểm có hỏi. Vậy là điểm 9-14 cho team thì sẽ thi đấu 15 điểm có hỏi. Rất mạnh. Vậy là lấy bước 1 của Thọ Tàu. Điểm 10-14 cho team Trần Sinh. Có vẻ như các chàng trai của team Trần Sinh đã chứng lại để cho các chàng trai áo đỏ đã vươn lên hơn 4 điểm rồi. 3 điểm nữa rồi. Đánh bóng trong sân. 15-10 cho team Thọ Tàu. Chắn bóng tốt của team Thọ Tàu. 16-10 cho Thọ Tàu. Có điểm rồi và bóng rất mạnh của và bóng đã con tung dây điểm 11-16 cho team Trần Sinh. 11-16 phát bóng ăn điểm, phát bóng ăn điểm trực tiếp 12-16 cho team Trần Sinh. Bóng rất khó chịu. Bóng rất mạnh. À, theo chắn của vậy là 17-12 cho team Thọ Tàu. Cú lồng. 17-12. Khoảng cách tiếp tục được thiết lập là 5 điểm.
cho Thọ Tùng cơ đốc. Vào khăn bóng tốt của Bảo Kham, 13-17 cho team Trần Sinh. Đã có điểm số thứ 13 cho Trần Sinh và đó là pha bám chân xuất sắc của huy hoàng Bảo Kham. Đấy là những pha phạt bóng khó chịu của Hiệu Vũ Quang. Đánh bóng ra ngoài của Thắng Con. 18-13 cho team Thọ Tổng. Đó là pha kết thúc của Thắng Con. Bóng ra ngoài. Ngoài sân rồi. 14-18 cho team Trần Sinh. Điểm là 14-18. Mặt bóng rất mạnh bóng và bỏ bóng đầy tinh tế. Vậy là 19-14 cho team Thọ Tổng rồi. 19-14. Và tấn công rất mạnh của Bảo Khang. 15-19 cho team Trần Sinh. Phát bóng chưa qua lưới. 20-15 cho team Trần Sinh. 20-15 cho team Thọ Tổng. 20-15 cho Thọ Tổng rồi. Chưa qua được tay chắn rồi. Vậy là kết thúc xét đấu thứ nhất của trận chung kết thì team Thọ Tổng đã giành chiến thắng và tạm thời dẫn trước với một điểm số. Chúc mừng Thọ Tổng đã có chiến thắng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào xét đấu thứ hai của trận chung kết. Hiệp 2 bắt đầu. Giữa đội tuyển Thọ Tổng sẽ gặp đội tuyển team Trần Sinh. Vậy là điểm đầu tiên cho team Trần Sinh, 1-0. Ở trận đấu thứ nhất thì team Thọ Tổng đã giành chiến thắng và tạm thời dẫn trước team Trần Sinh với một điểm số. Rất mạnh nhưng bóng đi ra ngoài. Vậy là điểm cho team Trần Sinh, 2-0. Tốt rồi. Rất mạnh. Điểm cho team Thọ Tổng 1-2. Điểm cho các chàng trai áo đỏ 1-2. Bảo Khang vẫn còn. Không được rồi. Điểm cho team Trần Sinh 3-1. Vậy là 4-1 cho team Trần Sinh. Các chàng trai áo đỏ 4-1. Phát bóng của Hiệu Vũ Quang. Bước 1 tốt rồi. Và xử lý đánh bóng bạt tay chắn ra ngoài. Vậy là điểm cho team Thọ Tổng 2-4. Tốt của Bảo Khang. Bóng tốt của Khang 5-2. Vậy là điểm cho team Trần Sinh 5-2. Trong tình huống tấn công của Bảo Khang của Trần Sinh đã được đẩy lên. Họ đã có những điểm số cách biệt. Bây giờ là
3 điểm 5-2. Được một tốt rồi. Và xử lý gò bóng bạt tay chắn ra ngoài. Vậy là điểm cho team Thọ Tổng 3-5. Điểm số thứ 3 cho Thọ Tổng Club. Và xử lý bỏ bóng tốt của Thắng Con. Vậy là điểm cho team Trần Sinh 6-3. Bỏ bóng hay của Thắng Con 6-3. Bóng ra ngoài. Vậy là điểm cho team Thọ Tổng 4-6. Thiếu một chút chính xác nữa. Đã có điểm rồi. 4-6 cho Thọ Tổng Club. Mày của team Thọ Tổng 7-4 cho team Trần Sinh. Hiện nay chắn bóng tốt của Thắng Con 8-4 cho team Trần Sinh. Hiệp đấu lại tiếp tục. Có điểm rồi. Và xử lý đánh bóng bật tay chắn ra ngoài. Điểm cho team Thọ Tổng 5-8. Bảo ta trên cần. Điểm cho team Trần Sinh 9-5. Như này vẫn còn không được nỗ lực của Khang. Bóng không thành công của Bảo Khang. Điểm 6-9 cho team Thọ Tổng. Bóng rao sân 7-9 cho team Thọ Tổng. Rất mạnh của Thắng Con. Ghi về điểm số cho team Trần Sinh 17. Điểm số thứ 10 cho Trần Sinh. Phạt bóng chưa qua lưới. 80 cho team Thọ Tổng. 80 đổi điểm cho Thọ Tổng Club. Bóng ra ngoài. 11-8 cho team Trần Sinh. Bỏ bóng đầy khuôn ngoan. Vậy là điểm 9-11 cho team Thọ Tổng. Em thấy cái bình gạo của em chưa lại hướng tìm bỏ vào ngủ sạp lại hướng tìm thầy lê thầy lê ô đồ ô đồ có điểm cho Huy Ngọc Bảo Khang. Vậy là điểm cho team Trần Sinh 12-9. Tỷ mới được phần xa nhánh Huy anh đánh bóng ra ngoài 13-9 cho team Trần Sinh.
13-9. Phát bóng ra ngoài của Trần Sinh. Ngoài sân. Điểm cho team Thọ Tổng 10-13. Để điểm cho Thọ Tổng 10-13. Nếu vậy quyết định của trọng tài là bóng đã chạm tay các chàng trai áo đỏ và đi ra ngoài. 14 cho Trần Sinh, 14-10. 14-10 cho team Trần Sinh. Đánh bóng tốt của cô em. 15-10 cho team Quảng Bình. 15-10 cho team Trần Sinh. 15-10 rồi, khoảng cách là 5 điểm. Khang rất mạnh. Tấn công rất mạnh của Bảo Khang. 16-10 cho team Trần Sinh. Trận đấu tiếp tục. Có điểm rồi. 11-16 cho team Thọ Tổng. Đó là pha ghi điểm của Quốc. Có điểm nằm chắn của Thắng Con. 17-11 cho team Trần Sinh. Các chàng trai áo đỏ đã tấn công rất mạnh của Thắng Con. Và tấn công Thắng Con đã nhắm vào điểm yếu đấy. Đánh bóng ra ngoài. 18-11 cho team Trần Sinh. 18-11, Trần Sinh đang băng băng về đích. Không được nỗ lực của Lê Duẩn nhưng rất tiếc. Đây là pha nỗ lực thiếu bóng không thành công. Điểm cho team Thọ Tổng 12-18. 12-18 vẫn là khoảng cách 6 điểm. Phát bóng chưa qua lưới. Bây giờ đã là 7 điểm. 19-12 cho team Trần Sinh. Và 99 phần trăm là hai đội sẽ điểm cho team Sò Thọ Tổng 13-19. Khi mà cơ hội của Trần Sinh đang là rất lớn để có chiến thắng trong trận đấu thứ hai này. Đúng rồi. Qua lưới. 20-13. Bảy cho team Trần Sinh. Chắc chắn là họ sẽ làm được. Hiệp đấu thứ hai có thể sắp kết thúc. Không, chắn vẫn chưa. Ra ngoài. Chắn bóng của Thắng Con. 14-20 cho team Thọ Tổng. 14-20, còn 6 cơ hội cho Trần Sinh. Rất nhiều. Phát bóng ở điểm cuối tiếp. 15-20 cho team Thọ Tổng. Còn 5 cơ hội. Phải chăng là đây? Đúng rồi. Vậy là kết thúc trận đấu thứ hai thì hai đội lại hòa nhau 1-0. Vậy là chúng ta sẽ phải bước vào trận đấu thứ ba. Trận đấu quyết định. Hai đội sẽ tạm nghỉ. Trận đấu thứ ba thì thi đấu trong vòng 15 quả và 8 quả sẽ đổi sân. Trận đấu này, trận đấu cuối cùng 4-4-5. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu thứ ba của trận chung kết, trận đấu quyết định, trận đấu 15 quả. Sẽ thi đấu 15 điểm và ở điểm số thứ 8. Đánh
đóng tốt, vậy là điểm 1-0 cho Đen Thò Tổng. Điểm số đầu tiên cho các chàng trai áo đỏ Thò Tổng Club. Tấn công rất mạnh của Bảo Khang. Bảo Khang điểm số lại cân bằng 1 đều cho team Long An đã ghi điểm số san bằng 1 đều. Trần Sinh điểm số 1 đều cho team Trần Sinh. Phạt bóng ra ngoài, điểm cho team Thò Tổng 2-1. Điểm cho team Trần Sinh 2 đều. Bật tay chắn ra ngoài. 3-2 cho team Thò Tổng. Thò Tổng Club. Rất mạnh của Bảo Khang, xuyên hàng chắn. Vậy là điểm số lại cân bằng 3 đều cho team Trần Sinh. Về số lượng thì các chàng trai Quảng Nam ra đây, Quảng Đường thì gần hơn Bảo Khang, nhưng số lượng thì đông hơn. Vì vậy có thể nói là Quảng Đường của các chàng trai Quảng Nam ngó bóng đầy tinh tế. Vậy là điểm 4-3 cho team Thò Tổng. Và một người chơi cho Trần Sinh nữa cũng phải không phải gấp vào tính, đó là Vũ Em Long Quảng Bình, chàng trai đến từ miền đất 73 Quảng Bình. Bảo Phương vẫn chưa được. Bóng ra ngoài của Bảo Khang, điểm cho team Thò Tổng 5-3. Phạt bóng chưa qua lưới, điểm 4-5 cho team Trần Sinh. Bốn năm cho Trần Sinh. Đánh bóng chưa qua lưới. 5 đều cho team Thò Tổng. 5 đều cho team Trần Sinh. Không phải là Thò Tổng mà là Trần Sinh. Chưa qua lưới rồi. 6-5 cho team Thò Tổng. Có điểm, có điểm. Vậy là theo vậy là điểm cho team Trần Sinh 6 đều. Trọng tài đã quyết định có điểm cho Trần Sinh 6 đều. Bóng ra ngoài, bóng ngoài. 7-6 cho team Thò Tổng. Liệu Thò Tổng có điểm số thứ 8 để đổi sân hay không? Công rất mạnh của Bảo Khang, số lại cân bằng 7 đều cho team Trần Sinh. Và đây là điểm số để quyết định được đội nào sẽ là đội được quyền đổi sân.
có điểm không? Hai đội đổi sân để tiếp tục thi đấu những điểm số còn lại. Chưa qua lưới, điểm số lại cân bằng 8 đều cho team Trần Sinh. 8 đều rồi. Đánh bóng chưa qua lưới. Điểm 9-8 cho team Trần Sinh. Như vậy là theo thông tin của bóng ra ngoài. Đang điểm chín đều cho team Thọ Tổng. Team Thọ Tổng Club là những anh em đến từ Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Nam như lúc nãy chúng tôi đã giới thiệu. Cảm ơn bạn Hiền Võ rất nhiều. Bóng tốt của Sài Gòn. 19 cho team Trần Sinh là Quảng Ngãi. Và các chàng trai trong thi đấu là Quảng Ngãi và một số anh em các tỉnh lân cận. Chắc vô nè. Có điểm rồi. Vậy là điểm số là cân bằng 10 đều cho team Thọ Tổng. Bóng đi ra ngoài. Điểm 11-10 cho team Trần Sinh. Cấy vô xem lên bên trên. Rất mạnh. 11 đều cho team Thọ Tổng. Ra ngoài của thắng con 12-11 cho team Trần Sinh. Ra ngoài 12 đều cho team Thọ Tổng. Vậy là các chàng trai áo đỏ vẫn kiên cường. Đã có điểm số thứ 12. Chắn bóng tốt của team Thọ Tổng. 13-12 cho Thọ Tổng. Rất mạnh của Bảo Khang. Trên cần 13 đều cho team Trần Sinh. Một viên hai nữa của Bảo Khang. Và các bóng rất cao. Của thắng con 14-13 cho team Thọ Tổng. Đúng.
Đánh bóng tốt của Bảo Khang. Điểm số lại cân bằng 14 đều cho team Trần Sinh. Các trận đấu đổ đã không thành khi mà Trần Sinh đã số 14 đều. Điểm cách. Tổng 15-14 cho Thọ Tổng. 15-14, cơ hội lại được trao đến Thọ Tổng Club một lần nữa. Vậy là chiếc vô địch thuộc về team Thọ Tổng. Chúc mừng team Thọ Tổng. Và xin chia buồn với team Trần Sinh, chia buồn với Bảo Khang, chia buồn với Thắng Con, chia buồn với cô em Quảng Bình. Khi mà những điểm số cuối cùng đã được anh em Thọ Tổng Club thiết lập. Xin chúc mừng Thọ Tổng Club đã hoàn thành. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại những trận đấu tiếp theo. Chúc mừng các chàng trai ơi.